Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hãi Hùng, nơi nhốt gián điệp Việt Nam vừa bị dẫn độ sang Đức. Đây chính là nhà tù Moabit, nơi đang nhốt gián điệp của Việt Nam. Đó là ông Lê Anh Tú, một người đã trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào hôm 23 tháng 7 năm 2017. Sự việc diễn ra khi vào tháng 4 năm 2022, khi ông Lê Anh Tú, một người Việt Nam đã trốn chạy cách đây 5 năm, trở về Việt Nam và dường như cảm thấy an toàn vì không thấy truyền thông và nước Đức nhắc đến vụ việc này nữa. Ông ta đã mò sang Séc, nhập cảnh ở đây và lập tức bị cảnh sát Séc bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt của Liên minh châu Âu được phát ra từ năm 2019. Đây là một bất ngờ rất lớn đối với những người quan tâm đến vụ việc nghiêm trọng này. Vì với việc bắt giữ và sau đó là vào ngày 1 tháng 6, ông Lê Anh Tú đã bị dẫn độ sang Đức để chuẩn bị đưa ra tòa án xét xử ở đây. Cũng có nguồn tin cho rằng phải chăng ông Lê Anh Tú chỉ là một con tốt và ông ta đã được các đồng đội của ông tại Bộ Công an Việt Nam tiếp tục cử sang Séc để nằm vùng và hoạt động, thậm chí là có thể thực hiện những âm mưu tiếp theo mà Bộ Công an Việt Nam mà đứng đầu là ông Tô Lâm chưa thực hiện được trong thời gian tới. Hoặc cũng có thể đây là một phép thử mà Bộ Công an Việt Nam đưa ra để có thể biết rằng liệu nước Đức có thực sự quên lãng vấn đề này hay không. Nhưng cuối cùng thì kết quả như các bạn cũng đã biết, truyền thông quốc tế đăng tải hàng loạt về sự kiện này. Ông Lê Anh Tú đã bị bắt giữ tại Séc và mọi thủ tục pháp lý đã được phía Đức chuẩn bị từ rất lâu. Ông ta bị dẫn độ sang Đức và bị nhốt ở đây từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Cũng theo thông tin nội bộ được biết, vụ xét xử ông Lê Anh Tú sẽ được chuẩn bị và sắp diễn ra vào mùa thu năm nay vì hồ sơ của vụ án đã hoàn thiện từ rất lâu trước đó. Ông Tú chính là một người trong những nhân vật bị châu Âu phát lệnh truy nã, và danh sách những người bị truy nã này thì tờ Thời báo.de vẫn nắm được nhưng chưa thể công khai vì nó liên quan đến những vụ bắt giữ tiếp theo đối với các cán bộ công an của Bộ Công an Việt Nam, những người đã trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017 ngay tại thủ đô Berlin này. Và cũng chính ở đây, nhà tù Moabit cũng là nơi trước đó đã nhốt một tay mật vụ khác của Việt Nam vào năm 2017. Đó là ông Nguyễn Hải Long, người đã thuê xe cho đội biệt kích của Việt Nam sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người tình của ông ta là cô Đỗ Thị Minh Phương ngay giữa ban ngày ở thủ đô Berlin và cách không xa dinh tổng thống cũng như phủ thủ tướng của Đức. Đây là một sự vi phạm trắng trợn vào chủ quyền lãnh thổ nước Đức để thực hiện những tội ác rất nặng nề mà theo án phạt hình sự của nước Đức nó có thể bị xét xử và có thể nhận bản án lên đến hàng chục năm tù đối với những người như ông Lê Anh Tú. Được biết nhà tù Moabit này cũng là một nhà tù rất kiên cố với nhiều lớp tường rào cao trên 10 mét và rất nhiều dây thép gai được bao quanh, được canh giữ hết sức cẩn mật và phía trong là thường có những cảnh sát dắt chó béc dê để đi tuần tra và cũng có thể ban tối họ thả chó ra, nên cơ hội vượt ngục ở đây của ông Lê Anh Tú dường như rất thấp. Và khi một gián điệp của Việt Nam bị bắt giữ và nhốt ở đây thì ông ta sẽ phải quen dần với cuộc sống ở trong tù là nơi đang tạm giam. Sẽ không còn bia hơi và những món ăn ngon mà ông ta có thể được Bộ Công an Việt Nam thiết đãi khi đang ở Việt Nam. Bây giờ ông ta phải ăn suất ăn của người tù, đó là khoai tây và những thức ăn có thể không phù hợp với khẩu vị. Nhưng điều quan trọng hơn, sắp tới ông Lê Anh Tú, một gián điệp của Việt Nam, khi bị đưa ra xét xử tại tòa thượng thẩm của Berlin, nó sẽ làm nóng lại vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trước đó. Và thêm một lần nữa, bộ mặt của nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rõ hơn trên trường quốc tế, và uy tín của họ vốn đã thấp sẽ càng thấp hơn. Vì đây là những bằng chứng vi phạm trắng trợn nhân quyền bằng cách tước đoạt tự do của người khác mà Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức, đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm sang đây bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Được biết nhà tù này được xây dựng từ những năm 1881 với sức chứa gần 1.000 người bị tạm giam ở đây và chờ các vụ án được điều tra cũng như chuẩn bị cho việc xét xử ở những tòa án nằm cách đây không xa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem vì sao gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú lại bị bắt và cụ thể ông ta đã phạm những tội gì. Mời các bạn xem phóng sự này của tờ Thời báo.de.
nghi can Lê Anh Tú, được cho là lái chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gần 5 năm sau vụ án xảy ra. Lê Anh Tú, người hiện đã bị bắt, có lẽ cảm thấy tình hình đã an toàn nên anh ta đã tự ý quay trở lại Praha, nơi sinh sống trước khi gây án. Sau gần 5 năm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra, một nghi can thứ hai đã bị bắt giữ với cáo buộc hoạt động gián điệp cũng như hỗ trợ và tiếp tay cho mật vụ Việt Nam bắt cóc. Công dân Việt Nam tên là Lê Anh Tú bị bắt tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 theo lệnh truy nã của châu Âu, được phát ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Cũng lệnh truy nã của Cộng hòa Liên bang Đức đưa ra vào ngày 2 tháng 11 năm 2017 và hiện đã bị dẫn độ sang Đức hôm thứ Tư ngày 1 tháng 6 năm 2022. Lê Anh Tú bị cáo buộc hoạt động gián điệp cho Việt Nam theo dõi và được sử dụng làm tài xế cho các hoạt động bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là các hoạt động ở cấp thấp trong hệ thống mật vụ của Việt Nam. Sau 11 tháng đến Đức xin tị nạn, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 cùng với người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đến từ Việt Nam. Việc tổ chức vụ bắt cóc được cho là nằm trong tay của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Việt Nam, ông tướng Đường Minh Hưng, người đã từ Việt Nam đến Berlin vào thời điểm đó, và cánh tay phải của các ông là các sĩ quan tình báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Lê Anh Tú sinh sống tại Cộng hòa Séc và có lệnh bắt giam từ đầu tháng 11 năm 2017, nhưng đã kịp thời trốn về Việt Nam, cũng giống như Đào Quốc Oai. Khi đó, đồng bọn là Nguyễn Hải Long ở lại, sau đó bị bắt và bị tòa thượng thẩm ở Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù vào hồi năm 2018. Gần 5 năm sau khi gây án, Lê Anh Tú, người đã hiện bị bắt giữ và dẫn độ sang Đức, có lẽ cảm thấy tình hình đã an toàn nên anh ta đã tự ý quay trở lại Praha, nơi sinh sống trước đây, trước khi gây án xảy ra. Lê Anh Tú là nghi can lái chiếc xe bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 18 tháng 7 năm 2017. Nguyễn Hải Long đi thuê một chiếc xe BMW X5 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc và giao xe này cho Lê Anh Tú lái sang Berlin cùng với Đào Quốc Oai, cũng là người sống tại Cộng hòa Séc. Sau khi đến Berlin, cả hai đã chạy đến khách sạn Berlin để gặp ông Trung tướng Công an Việt Nam Đường Minh Hưng và hai trợ lý đang ở khách sạn từ ngày 16 tháng 7 năm 2017. Khách sạn Berlin rất thuận lợi cho việc giám sát và theo dõi vì nằm gần khách sạn Sheraton, nơi cô Đỗ Thị Minh Phương và ông Trịnh Xuân Thanh hẹn hò gặp nhau từ ngày 19 tháng 7 năm 2017. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, Lê Anh Tú lái chiếc xe BMW X5 chở Trung tướng Đường Minh Hưng và những người kể trên đến sân bay TG của Berlin để chờ máy bay của Đỗ Thị Minh Phương đáp xuống. Sau khi nhìn thấy Đỗ Thị Minh Phương rời phi trường và dùng taxi đi về khách sạn Sheraton, thì Lê Anh Tú lái chiếc xe BMW X5 bám sát phía sau. Nhóm bắt cóc đã theo dõi cặp đôi Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Thị Minh Phương trong mọi chuyển động của hai người này suốt ngày đêm. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, Nguyễn Hải Long đi thuê chiếc xe thứ hai hiệu Volkswagen Multivan T5. Đây là một xe bus hạng nhỏ và lái sang Berlin. Sau khi đến Berlin, Nguyễn Hải Long đi đến khách sạn Berlin và đã có cuộc gặp ngắn giữa Nguyễn Hải Long, Trung tướng Đường Minh Hưng, Lê Anh Tú và Đào Quốc Oai. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2017, Đại tá tình báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Đức Thoa đã đến khách sạn Stelihof để hỏi đặt hai phòng. Sau khi đặt phòng, tướng Đường Minh Hưng dọn vào khách sạn này và chỉ thị cho Nguyễn Hải Long và Đào Quốc Oai lái chiếc xe BMW X5 trở lại Praha vào ngày hôm sau. Long mang xe này trả lại chỗ thuê xe. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, tướng Đường Minh Hưng đã rời khách sạn Stelihof từ sáng sớm. Cuộc bắt cóc đã diễn ra vào lúc 10 giờ 47 phút sáng khi cặp tình nhân đang đi dạo trong công viên Tiergarten giữa trung tâm Berlin. Nhóm bắt cóc đã dùng bạo lực bắt giữ và khiêng Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Thị Minh Phương vào trong xe Volkswagen Multivan T5 và chạy thẳng vào Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Và nghi can Lê Anh Tú được cho là người lái chiếc xe Volkswagen T5 này mang biển số của Cộng hòa Séc. Và như vậy thì ông ta là người trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc. Theo Bộ Luật Hình sự của Đức, với tội trạng hoạt động gián điệp và tiếp tay cưỡng đoạt tự do, nghi can Lê Anh Tú có thể bị kết án lên đến mức 10 năm tù giam.
Được biết, ông Lê Anh Tú là một trong những gián điệp của Việt Nam được cài cắm tại Cộng hòa Séc và sang Đức phục vụ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Danh sách của những người cán bộ Bộ Công an Việt Nam bị truy nã còn rất dài, và tư pháp của Đức cũng như ngành hành pháp của Đức, họ cứ thế kiên trì thực hiện điều tra và sẽ bắt đến người cuối cùng. Sau 5 năm kể từ khi vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra, tưởng như nước Đức đã quên lãng chuyện này, nhưng cuối cùng thì không phải như vậy. Vì tội xâm phạm chủ quyền của nước Đức, bắt cóc người ở đây là tội đại hình. Đặc biệt vụ án này diễn ra ở các nước châu Âu, đó là Đức, Séc và Slovakia. Những kẻ chủ mưu và đám biệt kích của Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm tới đây sẽ tiếp tục đối diện với sự truy tố của pháp luật nước Đức và châu Âu, và nhiều khó khăn, rắc rối cũng sẽ đến với ông, ủy viên Bộ Chính trị này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Hãi hùng, nơi nhốt gián điệp Việt Nam vừa bị dẫn độ sang Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.